Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Rise Kingdom Việt Nam Official nha. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để các bạn có thể vào được top của sự kiện huấn luyện quân đội, tức là đánh boss Loha ở đợt event lần này. Thì để các bạn có thể vào được top 10, các bạn sẽ phải cần bỏ nhiều công sức hơn người bình thường và yêu cầu tướng tá các bạn cũng phải ok một chút, đặc biệt là phải có T5. Nếu như mà trong kingdom của các bạn ấy không có nhiều người chơi có T5, là toàn T4 kiểu server mới ấy, thì ok các bạn cũng có thể cạnh tranh. Nhưng mà nếu ở những server cũ người ta chơi bằng T5, các bạn chơi bằng T4 ấy, thì chắc chắn các bạn rất khó để vào top 10. Thì để các bạn có thể vào được top 10 sự kiện này, các bạn cần chuẩn bị cho mình thêm tối thiểu một cái nick nữa, bằng cách là các bạn sử dụng nick farm hoặc các bạn sử dụng nick của những người chơi cùng liên minh các bạn nha. Tức là các bạn có thể kêu họ ra để hỗ trợ. Thì tại sao các bạn lại cần thêm một cái nick phụ nữa? Lý do là bởi vì các bạn sẽ sử dụng con doan tím nha. Đó, doan tím khi các bạn max skill thì vị tướng này sẽ cung cấp nộ cho vị tướng các bạn sử dụng đánh boss Loha, và các bạn sẽ tấn công cái đạo quân của nick farm hoặc người chơi khác ấy để các bạn búp nộ cho cái đạo quân chính nha. Và với 4 giây búp nộ ấy thì doan tím sẽ hồi cho cái đạo quân chính của các bạn được tổng cộng là 200 nộ. Như vậy thì sau khoảng 5 lượt ra skill thì doan tím đã có thể hồi đủ cho đạo quân chính của anh em là 1000 nộ rồi. Và với 1000 nộ này, khi các bạn tấn công con boss huấn luyện quân đội ấy, là ngay lập tức ở cái lượt ra skill đầu tiên vừa chạm một cái là các bạn sẽ ra skill luôn nha. Và điều này sẽ giúp các bạn dứt điểm con boss Loha này rất là sớm. Thì cái điều này nó sẽ khá là mất thời gian. Đó, các bạn có thể bắt chước mình ở trong video này, đó là mình sẽ sử dụng ở lính T1, và đặc biệt nó phải là lính xe nha. Và mình sẽ sử dụng thêm một cái đạo Constantine. Nếu mà anh em không có Constantine ấy, doan tím thì chắc ai cũng có rồi, do doan tím kiểu là tướng tím ấy. Còn nếu các bạn không có Constantine giống mình thì các bạn có thể sử dụng những cái đạo quân nó trâu bò và không gây sát thương nha. Cụ thể ở đây thì có thể là Richard này hoặc là CM, nó những con tướng này thì mình thấy nó khá là trâu, hoặc là Siza cũng ok. Đó, Cleopatra, đó là những con tướng mà mình thấy là nó khá là trâu, và đặc biệt nó phải không gây sát thương lên cái đội quân đối thủ. Tại vì nếu mà các bạn gây sát thương lên những cái đạo quân còn lại ấy, thì những cái đạo quân đó sẽ mất máu rất là nhanh, các bạn sẽ mất thêm tài nguyên và tăng tốc để chữa lính cho cái nick đó. Về bảng skill huấn luyện quân đội thì các bạn có thể đánh theo cái bảng huấn luyện của mình đang có trên màn hình nha. Cái bảng này thì mình sử dụng cho bộ binh, mình thì mình hay xài Alex với một con bộ binh khác. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ một con tướng nào mạnh hơn cũng được. Ở đây thì có lưu ý cho anh em ấy, đó là mình đánh ở trong map KVK, thành ra cái đạo quân nó rất là khỏe, đánh một cái là boss chết luôn rồi, nên là mình cũng được điểm khá là cao. Ngoài ra thì cái skill huyền thoại đợt này, mình không biết là kingdom các bạn ấy cái skill huyền thoại nó có khác không, nhưng huyền thoại của mình đợt này khá là dễ. Chiêu đầu tiên là cứ mỗi 20% quân số mà đội quân mất đi thì sát thương hứng chịu tăng thêm 15%. Cái chiêu này là hoàn toàn phế ở trên cái đảo của mình luôn, tại mình mất rất là ít máu. Tiếp đó là đến với chiêu thứ hai là cứ mỗi khi mà con boss Loha ăn sát thương kỹ năng ấy thì sẽ có xác suất 30% gây sát thương cho phe tấn công, hệ số là 2000. Thì cả hai chiêu này đều rất là phế nha các bạn, nên là này anh em đánh top khá là dễ. Có một cái chiêu mình nghĩ là khó hơn, đó là cái chiêu sẽ có 6 giây bất tử ấy. Cái chiêu đấy thì rất là khó, cần nhiều kỹ năng hơn. Còn hai chiêu này nói chung là huyền thoại mình đánh giá là dễ. Mình sẽ luôn ưu tiên chọn cái điểm quyết ý sắt đá này trước. Với cái điểm này thì đội quân của Loha ấy sẽ có cơ hội nhận thêm 200 thịnh nộ mỗi khi bị tấn công, và đội quân của các bạn ấy cũng sẽ nhận thêm là 50 thịnh nộ. Thì khi các bạn nhận thêm nộ ấy, đồng nghĩa việc cái chu kỳ ra skill của bạn sẽ nhanh hơn, từ đó dẫn đến việc các bạn có thể ra những cái skill búp khiên liên tục này. Tiếp đó các bạn có thể ra skill liên tục và dứt điểm boss nhanh hơn nha. Và mình sẽ ưu tiên chọn những cái điểm mà có cái tỷ lệ phần trăm gây sát thương về cuối cùng. Ví dụ như tiếng gầm hoang dã sẽ có cái đòn tấn công cơ hội gây sát thương 1000 và câm lặng trong 3 giây. Nếu mình chọn cái điểm này sớm ấy thì lúc đấy mình sẽ phải đánh với boss nhiều hơn. Và đánh với boss càng nhiều thì cái tỷ lệ boss kích hoạt chiêu này sẽ khiến cái điểm số của mình bị thấp đi. Do khi boss ra skill ấy thì chắc chắn các bạn sẽ mất máu rồi, và các bạn bị câm lặng, các bạn không ra skill thì lại càng khiến cho các bạn khó gây sát thương hơn. Nên là cái điểm này mình nghĩ các bạn nên chọn cuối cùng. Đó, tương tự với đòn tấn công trả thù, đây cũng là một cái điểm boss có xác suất tăng cái sát thương tấn công thường lên 500%, thì các bạn cũng mất rất là nhiều máu, nên mình cũng chọn về cuối luôn. Đó, các bạn có thể tham khảo cái bảng kỹ năng hiện tại mình sử dụng. Cái điểm số này ấy, thực ra mình đánh cũng không phải mắc ping lắm đâu, mình cũng không búp quá nhiều, và thậm chí mình còn đánh nhầm ở mấy con man rợ nữa nên máu mình khá là ít. Mình tin là nếu mà làm tốt thì cái điểm số cuối cùng đợt này nó phải tầm
339900 đấy trở lên nha các bạn. Còn đây mình chỉ được có 3398 thôi, thì mình thấy là cũng không thật sự là mắc mình lắm. Tuy nhiên thì vẫn đủ cho mình lấy top 1. Về lựa chọn tướng để đánh con mod huấn luyện quân đội ấy, thì hồi nãy mình có đề cập đến việc là các bạn sử dụng Constantine kết hợp với Doan tím để búp. Các bạn cũng có thể sử dụng thêm một đạo búp thứ hai, đó là con Chazan chẳng hạn, đúng không? Các bạn sử dụng Chazan kết hợp với Mộc Lan nha. Mộc Lan cũng có khả năng búp chỉ số. Cái búp chỉ số của Mộc Lan và Doan tím ấy, nó có thể bị trùng nhau. Thì ví dụ đi các bạn búp lên trên đạo bộ binh ấy, thì chắc chắn các bạn dùng Mộc Lan các bạn sẽ búp được thêm hai cái chỉ số còn lại bên cạnh cái chỉ số mà Doan tím đã búp. Một lựa chọn nữa mà anh em cũng có thể sử dụng để búp đó là con Doan cam nha. Doan tím và Doan cam bạn đều sử dụng được. Ở Doan cam thì các bạn sẽ tăng cái sát thương đội quân gây ra thêm 5% và cũng hồi nộ nữa. Tuy nhiên cái hồi nộ của Doan cam ấy nó sẽ bị cái hồi nộ của Doan tím nó lấn nha các bạn. Tức là cái hồi nộ của Doan cam sẽ không có tác dụng nếu các bạn dùng chung với Doan tím. Thì thường nếu mà anh em siêng ấy, anh em có thể dùng hai đạo búp, còn không thì mình chỉ cần dùng một đạo búp thôi cũng khá đủ để các bạn ăn top cao rồi. Tiếp đó là về lựa chọn đạo quân để các bạn đánh boss Loha. Thì như mình nói đó là đợt này boss Loha ấy, nó không có chiêu bất tử, nên thực ra các bạn xài đạo quân gì trong map KVK các bạn cũng đều có tỷ lệ ăn top rất là cao. Các bạn có thể xài những đạo sát thương cao như là Nepki này, như là HKB hoặc thậm chí là Gia Cát Lượng cũng được. Lưu ý với anh em ấy, đó là khi các bạn xài Gia Cát Lượng và những con có skill đánh lan, nếu các bạn đánh lan trúng những con man rợ bên cạnh con boss Loha ấy, thì những con man rợ đó nó sẽ tấn công các bạn và nó sẽ khiến các bạn mất máu nha. Các bạn mất máu thì các bạn cũng sẽ mất điểm. Nên là anh em lưu ý là trước khi đánh boss Loha các bạn phải dọn sạch những cái đạo quân man rợ xung quanh bản đồ. Ngoài ra thì mình cũng muốn giới thiệu cái đạo tướng quốc dân mà mình luôn sử dụng ở rất là nhiều cái top 1 rồi. Đó là mình sẽ xài Alex kết hợp với CM nha. Hai con tướng này ấy, nó sẽ có khả năng búp khiên. Nó khi mà Alex búp khiên ấy, thì cái khiên này nó sẽ kéo dài trong 4 giây. Thực ra thì sau 2 giây ấy, là CM đã ra cái khiên của nó rồi. Như vậy các bạn sẽ có khoảng thời gian kéo dài là 6 giây liên tục nha. Tức là 2 giây đầu là khiên của Alex này, sau đó 4 giây tiếp theo là khiên của CM. Thì điều này sẽ khiến cho cặp Alex CM ấy sẽ mất rất là ít máu khi mà đánh con boss Loha này. Thì các bạn có thể tận dụng, tại vì con CM thì thường ai cũng có đúng không? Còn Alex thì có thể các bạn không có. Đó thì các bạn sẽ có hai phong cách. Một là các bạn chơi sát thương thuần luôn, những con sát thương cao như là HKB, Nepki đó các bạn khỏi khiên luôn, các bạn vào các bạn đánh boss cái chết luôn. Hai là các bạn chơi những con tạo khiên, ví dụ như là CM này rồi con Alex, đó là hai con tướng mình thấy tạo khiên tốt nhất. Thì các bạn sẽ đánh nó sẽ chậm hơn một chút nhưng các bạn sẽ mất ít máu hơn. Nó sẽ thích hợp cho những cái trường hợp mà con boss Loha ấy nó có chiêu bất tử nha. Còn những con boss Loha mà có cái chiêu gây sát thương như hiện tại ấy, thì mình thấy các bạn cứ xài mấy con sát thương cao là ok, tại vì các bạn bắn một cái nó chết luôn rồi. Các bạn ở map thường ấy thì các bạn bắn không chết luôn thì chắc các bạn nên xài khiên. Một con nữa các bạn có thể xài được đó con Heraclius, nhưng mà mình không đánh giá cao con này để đánh boss Loha, tại vì vị tướng này nó sẽ không có khả năng gây sát thương tốt đấy, đặc biệt là so với Alex các bạn. Alex cái chiêu 2 của vị tướng này khi mà nó kích hoạt đấy nó sẽ gây sát thương 1700 ngay lập tức cơ, thế là các bạn sẽ dứt điểm con boss rất là nhanh, đặc biệt là nếu mà con Alex nó hên nó ra khoảng 2-3 cái liên tục ấy thì rất là mạnh nha các bạn. Để các bạn có thể tối ưu chỉ số khi đánh sự kiện boss Loha này thì các bạn cũng phải thay đổi tướng ở trong cái mục chỉ huy của các bạn nha. Các bạn sẽ ấn vào đây, các bạn sẽ đổi cho tướng chính lấy cái chức đốc quân này được tăng phòng thủ đội quân, sức mạnh đội quân 1% này. Tiếp đó các bạn sẽ đổi cho cái tướng phụ có thể lấy thợ khoan để tăng công, dứt điểm boss nhanh hơn, hoặc là lính bảo vệ giáp sắt để tăng sức mạnh đội quân. Các bạn cũng nên nhặt đá cổ ngữ nha. Ở đây thì mình sẽ ưu tiên cục đá cộng cả công cả thủ hơn. Càng nhiều stat càng được nha các bạn. Tại vì các bạn sẽ cần stat công để các bạn đánh boss được chết nhanh hơn, và các bạn cũng cần stat thủ để con boss đánh các bạn mất ít máu hơn. Tiếp đó là các bạn không quên đứng trên lãnh thổ liên minh nha. Khi các bạn đứng trên lãnh thổ liên minh ấy, thì các bạn sẽ được tăng thêm cái tấn công thêm 20% nữa, tiếp tục giúp sát thương của các bạn cao hơn. Skin nhà thì các bạn có thể ưu tiên skin nhà nào cộng nhiều chỉ số nhất, hoặc không thì mình sẽ ưu tiên các bạn lấy skin nhà có chỉ số thủ hơn hoặc là máu, tại vì các bạn sẽ trâu bò hơn và mất ít máu hơn. Sự kiện đánh boss Loha này ấy, các bạn sẽ được tính điểm dựa trên số lượng máu mà các bạn còn lại sau khi đánh boss nha. Nó ví dụ ở đây khi mà mình kết thúc sự kiện ấy, mình còn được ở đây là 339.860 điểm. Có nghĩa là sau khi kết thúc sự kiện ấy thì cái đội quân của mình còn 98.6% máu. Đó, anh em sẽ tính điểm như vậy nha các bạn. Chính vì với việc tính điểm dựa trên số lính còn lại ấy, nên cái việc mà các bạn sử dụng búp đội quân 50% sẽ rất là quan trọng. Các bạn mang được nhiều lính hơn thì ví dụ cùng là các bạn mất 5.000 lính đi, nhưng mà 5.000 lính ấy, của một cái đạo 430.000 lính với 5.000 lính của một cái đạo 200.000 lính ấy, thì cái tỷ lệ phần trăm nó chênh lệch rất là nhiều. Vậy nên là các bạn cần phải cắn cái búp 50% này nếu mà thật sự muốn vào top cao.
Đi kèm với đó thì các bạn cũng có thể cắn cái búp công thủ 10% hoặc là 5% cũng được nếu mà anh em muốn tiết kiệm. Chủ yếu là búp tăng quân là bắt buộc phải sử dụng nếu mà muốn ăn top. Đó, và video hướng dẫn ngày hôm nay của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình hy vọng là với video này các bạn có thể nắm được cách chơi sự kiện huấn luyện quân đội. Chúc các bạn ăn được top 1 và giành được 20 chọc vàng nha. Đừng quên ấn like cho kênh YouTube của Rakidon Việt Nam Official. Bye bye anh em. Viết nên lịch sử của chính mình.